Và nghe Hà Nội đêm trở gió bao giờ cũng cảm xúc thật là đặc biệt trong những ngày này, chị Linh, quý vị khán giả. Bây giờ chương trình Cuộc hẹn cuối tuần sẽ chuyển sang phần dự báo thời tiết. Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Khánh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết đêm 16 tháng 10 năm 2021. Các đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường xuống nước ta khiến cho trời chuyển lạnh và thậm chí là ở khu vực vùng núi thì còn chuyển rét và xuất hiện mưa lớn ở nhiều nơi. Còn tại các thành phố của khu vực Bắc Bộ, mùa đông phố thêm gió bấc mưa phù. Tại Hà Nội thì hiện tượng mưa xảy ra vào lúc sáng sớm và sẽ tăng dần từ mưa vừa cho đến mưa to khi trời chuyển về chiều và đêm. Tuy nhiên là theo các chuyên gia thời tiết thì Hà Nội vẫn sẽ còn mùa thu cho đến cuối tháng 10. Thế nên quý vị đừng quá buồn vì những cơn mưa, bởi vì thật ra việc buồn là việc của những loài khác. Và từ đó, họa mi ngừng hót. Mà thôi, gác lại chuyện chú chim sang một bên. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết. Những cơn mưa bất chợt thì có thể mang tới nhiều phiền toái cho những sinh hoạt thường ngày của quý vị. Từ giọt mưa đêm nay ngập ngừng, đầu trên áo em rừng rừng. Vâng, mưa sẽ đọng và thấm vào vải khiến cho quần áo rất là dễ rơi vào tình trạng ẩm ướt và tạo điều kiện cho nấm mốc cũng như là vi khuẩn sinh sôi nảy nở và tạo ra những cái mùi hôi rất là khó chịu. Nhưng mà quý vị lưu ý là chúng ta cũng đừng vội làm việc này. Còn chuyện các bậc phụ huynh đưa đón con đi học trong giai đoạn này thì có lẽ là tạm thời quý vị cũng chưa phải lo lắng lắm đâu. Quý vị chỉ cần nhớ là chúng ta hãy phơi quần áo và chăn màn khi biết chắc là trời sẽ hửng lên. Nắng vàng hồng tươi những nụ cười. Nụ cười hồng tươi thì đây là biểu hiện đáng lo ngại về tình trạng viêm lợi. Để vệ sinh răng miệng, đặc biệt là trong mùa lạnh sắp tới thì có lẽ là quý vị hãy pha theo tỷ lệ sau đây ạ. Chúng ta hãy dùng 1 lít nước đun sôi để nguội cộng với 9 gram muối để có được nồng độ nước muối là 0,9% và hãy dùng vào buổi sáng và buổi tối. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình thời tiết. Khu vực từ Quảng Ngãi trở ra Thanh Hóa, trong ngày mai thì trời sẽ nắng liên tục. Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm, sóng nhấp nhô ngoài xa, biển chưa lấp lánh. Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thời tiết tương đối là tạnh giáo, bầu trời quang đãng, không khí rất là dịu mát và nhiệt độ thực tế khoảng 26 độ. Trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi dường như bóng chim. Thưa quý vị, theo ước tính thì chỉ còn 107 ngày nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán. Chúng tôi hy vọng là tất cả mọi người dân đều được trở về quê đón Tết cùng bên nhau trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để chúng ta cùng cầm tay nhau bước trong giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần gồm có 5 ngày. Với phương án này thì người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng là 9 ngày liên tục, bao gồm là 5 ngày nghỉ cộng với các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay thì được cập nhật từ chuyên gia khí tượng thủy văn Đỗ Mỹ Linh với hàng loạt những sản phẩm âm nhạc mang tính dự báo thời tiết trong gần 20 năm qua của chị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay của Cuộc hẹn cuối tuần. Cảm ơn anh Thanh Tùng. Chị Mỹ Linh, chị có nhận ra rằng mình đã trở thành một chuyên gia thời tiết trong suốt 20 năm qua không? Nhiều người còn nói rằng là chị Mỹ Linh phải hát thì mới chuyển sang mùa xuân được. Hoặc là chị Mỹ Linh mà cất tiếng hát là mùa xuân về. Công nhận là sức sáng tạo của Cuộc hẹn cuối tuần là đáng nể. Thôi, ngày hôm nay chúng ta đã nói về lớp và trường của em rồi. Bây giờ có thể nói về lớp và trường của chị không? Bởi vì bạn học của em thì không có ở đây, nhưng bạn học của chị thì lại có ở đây. Anh Kiên, khi cùng học với cả chị Mỹ Linh thì chị Mỹ Linh hát như thế nào? Phải nói rằng lúc đấy Mỹ Linh thực sự là một người rất là tài năng, bộc phát những cái tài năng rất là đặc biệt. Trong lớp học mà Mỹ Linh đã có những cái phát kiến và có những cái mà lập luận về âm nhạc xuất sắc luôn. Ví dụ? Thì đấy là phỏng vấn đấy thôi. Vâng. Còn okay, thực ra câu chuyện thật bây giờ anh mới nói. Vâng. Trong lớp thì thực sự anh nghĩ là như có mỗi anh với Linh chơi với nhau ấy. Anh thì, nghĩ như vậy. Thì chị Linh phải có một cái tính cách gì đặc biệt mà khiến cho anh cảm thấy đây là người bạn thân của mình? Nếu mà lúc đầu mà gặp Linh thì Linh hay mời anh ở quán Bà Đoan.
anh trả tiền cho anh. Ngày xưa bọn anh là ăn nửa bánh mì trứng và một cốc trà đạ. Linh thấy cùng lớp hay giả cho anh, anh bảo anh có trả tiền thì anh chơi thôi. Và sau đấy thì anh cả hai người đi diễn cùng với nhau, có một cái kỷ niệm nào đặc biệt không ạ? Nào nói một chút về phong cách biểu diễn nhiều lắm. Nhắc đến thì sợ dài, nhưng mà kỷ niệm đặc biệt đúng không? Vâng. Thì không có. Thì không có. Trong cái thời gian anh quen Linh đến tận bây giờ, đến ngày hôm nay là 20 mấy năm. Đối với anh ấy, anh luôn luôn cảm thấy rất là không bao giờ vừa lòng với cả Mỹ Linh. Bọn anh là cái người gọi là khắc khẩu, không phải là những cái người bạn bình thường thông thường. Vâng. Nhưng mà phải nói rằng những cái thành viên trong cái ekip cũng như ban nhạc, đấy là những cái người anh hay là những người bạn, đấy là sự gắn kết của anh với Mỹ Linh. Chứ anh nghĩ nếu mà trong một tập thể khác thì chắc chắn anh sẽ không làm việc với Linh, mà Mỹ Linh cũng thế. Vâng. Không biết, anh có phàn nàn gì về phong cách biểu diễn? Bạn có nghĩ thế không? Bao nhiêu năm như thế là bao nhiêu show thì luôn luôn anh là người cãi nhau cả Mỹ Linh, hỏi ban nhạc biết. Nhưng mà cãi nhau thường về là vì sao ạ? Tất cả những người làm nhạc thì ai cũng có cái tôi to. Vâng. Thế nhưng mà các anh ấy là các anh sẽ muốn áp đặt cái tôi của các anh ấy lên. Vâng. Biết ngay nói thế mà. À. Còn chị ấy là không áp được nên chị cãi. Vâng. Thế nên là thấy các chị làm việc với ai cũng cãi nhau cả, chứ không phải riêng anh Kiên, không có hòa thuận cả. Bởi vì bọn chị mà hòa thuận đó là đĩa rất chán. Đúng rồi. Đấy, là nó nhạt lắm, nó cứ phải cãi nhau. Khi các anh ấy viết bài hát ra, ví dụ chị cũng bướng ấy, chị cũng hát, chị cũng này kia, tất nhiên là cũng các anh cũng nói đúng rất là nhiều. Thế nhưng mà các ông ấy sẽ thích là mình sẽ như là kiểu là người phát ngôn ấy. Những cái điều mà các ông ấy nghĩ. Đấy. À. Chị sẽ là người nói những điều mà chị nghĩ thông qua bài hát của các chị, anh ý. Đấy chứ thôi. Không phải là chị sẽ là người phát ngôn lại những cái gì mà các anh ý. Thế thành ra là cứ suốt ngày cãi nhau là vì thế. Lại quay trở lại Mỹ Anh, chị nuôi dạy Mỹ Anh đúng như thế. Vâng. Tức là mình hoàn toàn tôn trọng cái tôi của con, bởi vì cái đấy mới là điều đáng kể, cái đấy mới là cái sự khác biệt. Chị đã nhắc lại Mỹ Anh rồi, thế bây giờ các bạn ý ở nhà có nghe nhạc của chị không, và có khen chê gì không, có đánh giá gì không, hay chỉ thưởng thức thôi ạ? Lúc đầu ấy thì Mỹ Anh không ghi nhận lắm những cái gì mà bố mẹ làm đâu, bởi vì nó nghĩ rằng là đó là một cái gì đó đã không còn phải là thời đại của con nữa. Với lại nó cũng nghe nhạc Tây là nhiều. Nhưng vừa rồi trong cái sinh nhật 50 tuổi của bố ấy, thì Mỹ Anh có viết cho bố là một năm qua thì con đã được làm việc rất là nhiều với bố, và con càng ngày con càng trân trọng những nỗ lực của bố trong việc tập đàn, trong việc làm âm nhạc và trong việc kỹ tính và khó tính với tất cả mọi thứ để có được những sản phẩm như thế. Và bây giờ khi con làm thì con mới hiểu những cái điều mà bố luôn làm. Xong rồi cái câu tiếp theo nó nói là con mong ước một ngày con sẽ được trở thành bố. Và chị nghĩ rằng đấy là cái câu quan trọng nhất đã làm cho anh Quân anh xúc động ấy. Vì là xưa đến giờ thì mọi người cứ chỉ ghi nhận chị Mỹ Linh thôi, nhưng mọi người không hiểu rằng nếu không có những người đằng sau thì cái người trên sân khấu không bao giờ có thể tỏa sáng được. Nhưng Mỹ Anh nó là người nhìn ra cái điều đấy. Đấy thì chị tin rằng là bây giờ nó đã nhìn thấy những điều mà bọn chị làm. Trong cái giãn cách xã hội nhiều và hai bố con được làm việc với nhau nhiều như thế thì nó như là một cái miếng mút. Nó được học tất cả những cái gì từ bố, và nó càng ngày nó càng trở nên gắn bó và nể trọng bố của mình hơn, rồi nể trọng các chú ở trong ban nhạc hơn. Và càng ngày nó càng trở nên ghi nhận, khi nó nghe xong nó bảo ô, cái nhạc này là bài này à, từ hồi đấy à.